Thế là năm mới dương lịch cũng đã qua được một tuần, năm cũ âm lịch thì cũng đang đếm ngược những ngày cuối cùng rồi. Trong khoảng thời gian này hàng năm, mạng xã hội hay chia sẻ một bảng toàn chữ cái, nhìn có vẻ lộn xộn với lời nhắn như thế này. Từ đầu tiên bạn thấy có thể là điều bạn sẽ có được trong năm mới. Hoặc với ba chữ cái đầu tiên, bạn sẽ thấy miêu tả năm mới của mình. Quý vị thấy chữ gì trong bảng chữ cái này? Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta quý vị cũng biết đấy, đây chỉ là một cách sắp xếp chữ cái có dụng ý của người thiết kế mà thôi. Nhiều chữ cái được đặt cạnh nhau một cách ngẫu nhiên và vô nghĩa, chỉ trừ có một số từ ghép thành những chữ nhất định. Và những chữ đó thì nó mang ý nghĩa như là một lời chúc mừng năm mới đến với người xem. Ví dụ như là các chữ quý vị đang thấy ở đây chẳng hạn. May mắn này, hạnh phúc này, phát tài. Trong bảng chữ cái lộn xộn này chúng ta có thể tìm thấy những chữ đó. Giờ nếu như mà tôi tự thiết kế một cái bảng tương tự như thế này, với các từ khóa liên quan đến những câu chuyện trong tuần vừa qua, tạm gọi là bảng chữ điểm tin tuần, tôi sẽ muốn quý vị thấy ba từ này. Đó là ba từ nào? Chúng ta sẽ biết ở phần sau của chương trình. Quý vị đang đến với mục điểm tuần của Chuyển động 24 giờ. Tối qua thì trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam đã diễn ra. Bỏ qua kết quả của trận đấu này, bỏ qua những câu chuyện bên lề trong phòng họp báo, thì có một chuyện mà có lẽ là chẳng người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào có thể thấy thoải mái được. Đó chính là màu xanh đến mức nhức nhối của thảm cỏ trên sân vận động Bung Karno. Vẫn biết đây là thánh địa của bóng đá Indonesia, là một trong những sân bóng đẹp nhất Đông Nam Á. Thế nhưng mà cỏ xanh đến độ tôn vinh cả những pha lỗi bóng như thế này thì đúng là chạnh lòng khi mà chúng ta nghĩ về sân nhà Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Nào, bây giờ thì hãy quay lại với bảng chữ điểm tin tuần mà tôi đã vừa giới thiệu tới quý vị. Nếu có một từ khóa cho sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc này thì đó sẽ là từ nhẫn nhịn. Mà từ nhẫn nhịn này thì không phải là do tôi tự nghĩ ra đâu. Nó nằm trong chính phát biểu của ông Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam vài hôm trước khi mà ông đang đứng giữa sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Anh nói, anh hỏi câu hỏi đấy thì là phải nói thực sự, nếu mà tôi nói thẳng, không ai vui được. Và chúng tôi cũng nhẫn nhịn và chấp nhận những cái gì chỉ trích từ phía quần chúng khán giả và hâm mộ. Chúng tôi không phải là cơ quan quản lý của cái sân này, cho nên chúng tôi không thể nào tác động vào được. Thực ra là những người không liên quan đều phải nhẫn nhịn cả. Không riêng gì ông Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dưới mặt sân thì cầu thủ nhẫn nhịn đá, có dám kêu ca câu nào đâu. Chỉ đến khi thích quá, chịu không nổi mới lộ ra quan điểm cá nhân thôi. Như tít báo này chẳng hạn. Tuyển Việt Nam thích thú với sân cỏ đẹp như nhung của Indonesia. Trên khán đài thì khán giả nhẫn nhịn xem. Bởi có ai lại thoải mái được khi xung quanh những hàng ghế đều là bong chóc, mảng tường nứt vỡ, nắp cống chỗ còn chỗ mất, rác thì quây quanh khán đài. Đến xem ở nhà cũng phải nhẫn nhịn lắm chứ. Vì mất bao nhiêu tiền mua cái tivi xịn xem bóng đá cho nó sướng thì lại được sống lại tuổi thơ xem tivi đen trắng. Sân cỏ như là cái bãi cỏ cho bò gặm. Nghe nó hơi tệ. Nói chung là thực sự là tệ. Nó thiếu sự quan tâm, thiếu sự chăm sóc. Gần đây thì tôi cũng có vào nhưng mà nói chung là sân chán quá tôi lại quay về. Mà có lẽ lúc này ban quản lý sân Mỹ Đình cũng đang phải nhẫn nhịn nhiều khi phải liên tục cúp máy bởi những cuộc gọi điện thoại mời phỏng vấn của các phóng viên như chúng tôi. Vấn đề chất lượng của sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì sẽ còn là một bài toán nan giải khi mà thực tế thì tổng số tiền thuế nợ chưa nộp ngân sách nhà nước tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình là hơn 855 tỷ đồng và đơn vị này thì đang hoàn toàn không có khả năng chi trả. Tuy nhiên, không phải là không có lý lẽ để bênh ban quản lý sân. Hãy cùng quay lại với trận đấu gần đây nhất trên sân Mỹ Đình. Đối thủ của chúng ta lúc đó là đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ của AFF Cup 2022. Nếu sân cỏ gồ ghề kia mà biết nói á, thì nó có thể bênh ban quản lý sân như thế này. Tôi biết là mình sơ sát vàng vọt già cỗi, thế nhưng mà đừng chê chúng tôi. Tôi cũng nhẫn nhịn lắm rồi đấy nhá. Xin nói luôn là tôi chính là cầu thủ thứ 13 của tuyển Việt Nam, đóng góp vào chiến thắng 3-0 của chúng ta trước Myanmar. Không tin thì mọi người thử hỏi thủ thành Văn Lâm mà xem. Cụ thể là hai tình huống này, phút thứ 5 và phút thứ 12 của trận đấu. Khung thành đã bị bỏ trống rồi. Nếu mặt sân không có những mô đất gồ ghề nhô lên, làm sao tôi có thể đổi hướng được trái bóng? Đó chẳng phải là hai pha cứu thua như hai bàn thắng của tôi còn gì nữa. Ngắn gọn là sau trận đấu này, tôi với Văn Lâm đã trở thành hai người bạn thân của nhau.
Đó là chữ nhẫn nhịn tại sân Mỹ Đình, từ khóa đầu tiên trong bảng chữ điểm tin tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ quý vị nhìn kỹ một chút, quý vị sẽ thấy từ khóa của câu chuyện thứ hai trong tuần vừa qua, đó chính là đúng quy trình. Vâng, quy trình sinh ra là để tuân theo, có vậy thì mới có thể chạm tới được những tiêu chuẩn cần thiết. Vậy nhưng không phải ai trong chúng ta cũng quen được với trình tự từng bước, từ từ đúng quy trình, ngay cả với những việc vốn đã rất là quen thuộc với chúng ta, như là đi đăng kiểm xe chẳng hạn. Đợt này tôi đi đăng kiểm là thấy quá lâu so với cái thời gian trước, tại vì là tôi cũng lái xe 12 năm rồi. Nhưng đợt này nó ùn ứ xe nhiều quá, từ 5 giờ mới đến 4 giờ rồi. Chưa biết nó xong hay không, bởi vì bây giờ vào có thể có lỗi lại phải về, lại phải chỉnh sửa đấy. Và tôi thấy bảo bây giờ là bên đăng kiểm người ta làm rất chi là nghiêm và chặt chẽ, thì nên là nó cũng mất nhiều thời gian hơn. Tóm lại, theo góc nhìn của những hàng dài lái xe đã có cả chục năm kinh nghiệm kia, thì lý do cho việc phải xếp hàng cả ngày như thế này trong đợt đăng kiểm lần này, đó là bởi vì quy trình lần này lâu hơn. Thực ra thì thưa quý vị, không có khái niệm quy trình lâu hơn, vì quy trình đăng kiểm xe xưa nay nó vẫn như thế, chỉ có đủ và thiếu, đúng và sai, dẫn đến nhanh hơn và lâu hơn. Thế thôi. Khi mà quy trình đã đầy đủ rồi mà thời gian xếp hàng lại lâu, thì có lẽ chỉ có một trong hai lý do sau đây, hoặc là cả hai lý do cùng lúc. Thứ nhất, đó là mất cân bằng cung cầu khi mà có quá nhiều người muốn đăng ký kiểm định, thế nhưng mà số lượng trung tâm kiểm định hoặc là số lượng cán bộ tại các trung tâm kiểm định lại không đủ để đáp ứng. Nhưng giả sử là đủ về số lượng rồi mà người dân vẫn phải xếp hàng dài như vậy, thì có lẽ chỉ có thể là lý do thứ hai mà thôi. Đó là do cán bộ đăng kiểm không đủ năng lực để làm nhanh. Nói đúng hay không thì khó, vì phải kiểm tra kỹ năng đồng loạt mới biết chắc được là cán bộ nào yếu kém về nghiệp vụ. Và có lẽ bài kiểm tra nên bắt đầu bằng môn chính tả. Tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng 1 vừa qua, thì Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, trả lời về những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Ông khẳng định là một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn, còn có thủ đoạn lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa quy định của chính phủ về kiểm định xe cơ giới. Ví dụ như là quy định phải có 3 kiểm định viên, trong đó có một kiểm định viên bậc cao, thế nhưng mà trung tâm không có, thế nên đã lập ảo. Đặc biệt là người phát ngôn Bộ Công an thông tin về việc một giám đốc trung tâm kiểm định khi công an bắt viết lời khai thì mới lộ ra việc là không biết viết, không biết đọc. Người này khai là 50 năm trước chỉ học đến lớp 3, nhưng đến nay lại trở thành giám đốc trung tâm kiểm định 50-17D ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết là người đàn ông không biết chữ này được lên làm giám đốc là bởi ông là chủ nợ, còn con nợ chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Phát, thế nên là đã đưa ông lên làm giám đốc để trừ nợ dần. Liên quan đến vụ việc này thì hiện đã khởi tố 10 người về tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Như vậy là sau 50 năm không cầm bút, giờ thì những dòng chữ đầu tiên mà người từng là giám đốc này phải tập viết tập đọc lại là kính thưa hội đồng xét xử. Còn nếu giờ có ai hỏi là lên làm giám đốc thì trừ nợ kiểu gì được, thì có lẽ sau đây sẽ là câu trả lời từ một vụ việc khác cũng của một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, như là tại Bắc Giang. Từ cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện là có một số cái xe chở công nhân là xe có biểu hiện xe cũ nát và có dấu hiệu đục số khung số máy mà được đăng kiểm tại cái trung tâm đăng kiểm này. Thế và qua cái biện pháp xác minh thì chúng tôi đã tập trung đấu tranh và đã phát hiện ra cái sai phạm trong cái việc mà cán bộ và lãnh đạo trung tâm đăng kiểm có cái hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua những lỗi kỹ thuật về phương tiện. Hiện tại cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 phó giám đốc và một đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9806D. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, số tiền mà các đối tượng thu trái phép của các chủ phương tiện lên đến hàng tỷ đồng. Bước đầu nhóm này thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của các chủ phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt tiêu chuẩn với mức thu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Cá biệt có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền trên sau đó được chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận đã thống nhất từ trước. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án như máy tính, sổ sách, tài liệu ghi chép. Đến nay, 2 trong số 5 đối tượng trong vụ án đã nộp 1 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Thôi thì với những tài xế đang xếp hàng chờ đăng kiểm ngoài kia thì hãy nghĩ tích cực rằng đợi lâu một chút, thế nhưng được cái là lần đăng kiểm này á là chuẩn về chất lượng, sát về quy trình. Cuối cùng thì cũng là an toàn cho chính mình khi ra đường mà thôi. Năm mới đã đến rồi,
Cả một năm dài phía trước thì có lẽ sẽ có những khó khăn. Và có lẽ trong những tình huống đó thì từ khóa cuối cùng sẽ là cần thiết cho mỗi người chúng ta. Từ khóa này thì cũng có thể thấy được trong rất nhiều những hoạt động chào đón năm mới trên thế giới vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Họ luôn hướng tới một nguồn năng lượng tích cực trong năm mới. Có sức khỏe là có tất cả. Bơi trong nước vừa là thử thách, vừa là một lễ hội đầu năm mới xuất phát từ thời Edo tại Nhật Bản. Động tác dứt khoát, thậm chí là vừa bơi vừa viết chữ thông điệp, tất cả đều mong muốn tới một năm mới mạnh khỏe và bình an. Có sức khỏe rồi thì cần có cả niềm vui nữa. Những vũ điệu tại lễ hội hóa trang ở thành phố Cape Town, Nam Phi hội tụ những niềm vui này. Không chỉ là những vũ điệu, quan trọng hơn là sự gắn kết con người và cộng đồng. Đó sẽ là nguồn năng lượng tích cực trong năm mới.